Xin chào quý vị, ngày hôm nay thì Thông Tuấn Medical xin hướng dẫn cho quý vị cách thay đổi cái cần điều khiển từ tay phải qua tay trái với các cái dòng xe lăn điện của chúng tôi phân phối. Thì thưa quý vị, đây là cái câu hỏi mà rất nhiều người và đặc biệt là các khách hàng của chúng tôi đều phân vân khi mà lựa chọn cái dòng xe lăn, đặc biệt là những người mà bị tai biến, những người bị tai yếu. Thì quý vị có thể là thuận về tay phải hoặc là khỏe về tay phải, nhưng có một số trường hợp là khi mà cái tay trái là người ta có thể là mạnh khỏe hơn nhưng mà tay phải là yếu hơn, thì vậy thì di chuyển như thế nào? Thì thưa quý vị, tất cả các dòng xe Lusca và các dòng xe tiếp của cho do Thanh Tuấn Medical phân phối, thì các nhà thiết kế của chúng tôi đã thiết kế và đã để chờ sẵn để quý vị có thể là di chuyển và thay đổi cũng rất là dễ dàng. Thì một là quý vị mua xe của chúng tôi thì đều được chúng tôi tư vấn, và nếu mà quý vị thoát tay nào thì chúng ta có thể là đổi cho quý vị hoàn toàn miễn phí. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách thay đổi như thế nào. Thưa quý vị, đây là cái mẫu xe chuẩn của chúng tôi. Đây là bên tay phải, mẫu xe chuẩn là cái điều khiển bên tay phải rồi, nhưng mà cái bên tay trái hiện tại là tôi vừa rồi mới thao tác và chúng tôi đổi qua cho một khách hàng của chúng tôi. Thì bước đầu thay đổi như thế nào, thưa quý vị, là tất cả trên một cái xe thì chúng tôi đều có một bộ khóa, khóa COVID ạ. Đây là các cái bộ khóa rồi các bộ lục giác. Thì khi mà quý vị cần thay đổi, quý vị nhấc cái thanh tay này lên và chúng ta vặn hai cái ốc, và chúng ta nhấc cái tay vịn này ra. Trong đó thì nó sẽ có một cái chỗ hạ để chúng ta bắt cái mà cần điều khiển, thì chúng ta rút ra luôn. Và trên này có một cái ốc, chúng ta tháo ra. Rồi song song với đó, khi mà tháo xong cái mà cái bên tay phải ra rồi, chúng ta sẽ chuyển qua bên tay trái. Tay trái thì cũng làm tương tự như thế thôi. Chúng ta cũng sẽ phải tháo cái thanh tay ra, và khi mà tháo ra thì chúng ta sẽ đưa cái bộ điều khiển 360 độ này. Khi mà chúng ta đưa thì chúng ta sẽ có các cái dây, chúng ta tháo và chúng ta đều siết lại. Dây này thì chúng ta tháo ra và chúng ta lắp lại rất là dễ dàng, chúng ta cột lại thôi. Đó. Thì khi mà chúng ta tháo và chúng ta lắp thì chúng ta làm theo cái trình tự cũng rất là đơn giản. Và khi mà chúng ta đổi qua, đây là một cái xe chúng tôi đã đổi cái cần điều khiển qua tay trái rồi. Quý vị, là khi mà chúng ta đổi xong rồi, chúng ta có thể test lại và bật nút nguồn. Chúng ta có thể test thử đây, kèm bình thường khăn, tức là rất là thuận tiện nếu mà ai mà phù hợp với tay trái. Quý vị nhìn thấy là khi chúng tôi thay đổi rồi, chúng ta sẽ, một chiếc xe thì nó sẽ vận hành bình thường. Đây là cái dòng xe mà Lusca 110LA được chúng tôi phân phối và bán rất là chạy, bởi vì rất là tiện dụng. Thưa quý vị, là khi mà chúng ta dòng xe này có thể ngả nằm được, quý vị thấy rất là thoải mái, chúng ta có thể ngả nằm đây, chúng ta có thể nâng chân được lên, chúng ta nâng chân được ha. Rồi, và ngoài ra thì với cái dòng xe này được cái tiện là chúng ta có thể nâng được hai cái thành tay, chúng ta có thể là sang giường rất là nhanh gọn. Quý vị nhìn thấy, chúng ta chỉ cần nhất cái là chúng ta có thể sang giường rất là tiện, và chúng ta có thể là một mình tự di chuyển trong nhà. Và nếu mà quý vị quan tâm hoặc là còn bất cứ các câu hỏi nào về dòng xe 110LA thì quý vị có thể liên lạc cho chúng tôi, Thanh Tuấn Medical, và quý vị được phân phối cái dòng xe này. Dòng xe này thì dùng cần điều khiển 360 độ nên là quý vị hoàn toàn có thể là yên tâm sử dụng. Rồi. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ Thanh Tuấn Medical. Và nếu mà quý vị cần thêm thông tin hoặc là cần tư vấn, quý vị có thể gọi là số điện thoại là 02 34 3921 527. Chúng tôi sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị, và hàng của chúng tôi thì được đóng gói và giao hàng toàn quốc cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn.